Kính thưa quý vị, Mỹ Lan, Bình Hai Lúa, Hạnh Ly và anh Ngọc Thịnh với chương trình Góc Phố Cali. Xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả thân thương. Ngày hôm nay rất là vui và rất là đặc biệt được sự hiện diện của nữ ca sĩ Mỹ Linh. Xin chào, kính chào mọi người. Vui quá hả? Mới vô cái là nghe xôm dữ rồi hả? Dạ. Đó là vậy đó chị. Nè, đây là người đẹp được mời từ chuyện Phố Phường. Vâng, kính thưa quý vị, ngày hôm nay vui quá đi. Ngày hôm nay là hôm trước là mình có chị Trang Thanh Lan này ha. Mai mốt là nhóm này của mình, chị Karen Kim rồi mới chuẩn bị là chị hôm nay là chị Mỹ Linh. Sắp tới mình phải kêu luôn chung tôi luôn cho đủ bộ luôn ha mình ạ. Sao là chị Mỹ Linh, chị đến với chương trình nào, chị cái tâm trạng như thế nào, có vui không? Hôm nay chứ. Có gì vui không chia sẻ? Vui chứ, tự vì thấy mọi người chuẩn bị đó rất là rộn ràng, mình vô mà mình thấy những cái khung cảnh nó rất là lạ lẫm, nhưng mà điều á nó sinh động lắm, không khí nó rất là sinh động, rất là thích. Nhưng mà thưa quý vị, trước khi mà chị mới lên tới đây là tức cười lắm, mới lại nhận được một cái cuốc voi bằng là Mỹ Lan ơi, Mỹ Lan ơi, chị đâu rồi, chị đâu rồi, trời ơi, chị đang đứng ở chỗ cái cửa bảng hiệu của em lại gì, nó chị đang ở đâu, chị đang ở chỗ cái Sephora, chợ Sephora, Sephora của đâu vậy, ủa thành lên đâu có cái chợ đó, đi lộn Mỹ Lan, chị bấm cái số 6677 đúng không, 7766 rồi lộn lộn, xong mà sao mà nó chỉ vô ngay cái chỗ đó. Xong cái chị nói ủa sao không thấy cái bảng hiệu nằm đâu hết trơn á. Mình cứ tìm, mình lấy quay ông này thì xuống xe, ông xã xuống xe đi tìm vòng coi có cái chỗ nào bảng hiệu không. Sao đó chị, bây giờ mình ở đây rồi là mình vui rồi ha. Xong mình mới gọi Bình Hai Lúa. Bình Hai Lúa gọi hoài không thấy trả lời, mới bắt đầu mới là gọi qua Mỹ Lan đó. Ừ. Mà từ bên đó qua bên này vẫn lạc nha. Lạc nữa. Nghe Mỹ Lan nói là đi qua đường biết xong rồi U-turn lại. Cái chị U-turn lại thì U-turn lại nó đâu thấy gì đâu, cái nó chết rồi, đi sai nữa rồi. Coi như là quẹo ra đường bus để nằm trên đường bus để coi nó như thế nào, thì mới lúc đó mới Bình Hai Lúa mới gọi lại là lúc đó chị đang ở cái ly cờ ở đâu chị ngoài kia. Sao vậy lạc không? Tại vì ở đây nhiều nhà hàng quán ăn là nhiều tiệm quá cho nên chị đi thấy nó giống nhau không à? Không, khổ một cái hai người rất là coi như tận tình chỉ đường cho mình, mà chỉ đường cho mình nữa hả, gọi là chỉ đi mọi người quãng đường từ đó tới đây mà coi như lạc liên tục luôn vậy đó. Thì em đã nói rồi, Góc Phố Cali mà, thì vậy là chị Mỹ Linh là tận dụng cơ hội này để mà đi từng góc phố một, đi tới góc phố Cali đúng rồi. Vâng, Vương Bác, chị Mỹ Linh ơi, hồi xưa đó em khi mà em gặp chị ở trong đài đúng không, lúc mà Mỹ Lan cũng có thời gian làm chung đài với chị, thì mình làm có làm truyền thông với nhau, thì lúc đó em không biết chị hát. Vậy hả? Sự thật là tại vì lúc đó là em không có biết chị, đi gặp người ta chứ quen hai chị em mình nói chuyện nhau rồi. Nhưng mà sau này qua cái chương trình mà chuyện Phố Phường thì mới biết được chị Minh Linh có hát, mới nghe chị Minh hát đó nha. Không, hồi xưa từ xưa đó, từ trước năm 75 Lận Linh là học trò của thầy Bảo Thu. Là hồi đó là học chung lớp với em của chị Hương Lan là Hương Thanh á. Nhưng mà sau đó rồi 75 rồi kia thì cũng đi hát. Mà sau đó lúc mà Linh qua Mỹ là gọi là không hát nữa luôn. Tại sao vậy? Không hát nữa luôn nguyên thời gian. Lúc đó hình như mình, tại mình cũng suy nghĩ nó không có được giống như là không có suy nghĩ kỹ. Mình nói thôi đi qua bên này mình thay đổi cuộc đời mới rồi đó. Mình qua bên này thì chắc nó cũng không có làm được nhiều như ở bên Việt Nam đâu. Chính vì vậy cho nên Mỹ Linh nói thôi để mình làm một cái nghề khác, mình sống một cuộc đời khác hẳn luôn vậy đó. Với lại ở Mỹ Linh ở San Diego đâu có bạn bè, không có bạn bè nghệ sĩ. Ở đó thì Linh ở đó 7 năm trời. Khi mà dọn lên trên này, Mỹ Linh mới gặp lại Chung Tử Lưu. Lúc đó chị chưa gặp anh. Em. Thật chứ gặp anh này là kể như bạn nhiều lắm. Đúng rồi. Ở San Diego ai cũng biết mình hết. Đúng rồi. Từ cái hãng xe hơi rồi biết bao nhiêu năm rồi, cỡ 21 năm. Đó là sau khi lên trên này thì gặp lại Chung Tử Lưu thì mới bắt đầu đi làm lại. Đi làm lại nhưng cũng chưa có đi hát. Bị lương nó rủ rê hả? Lâu quá không hát xong rồi mình cũng ngại đó. Mình cũng khán giả bên này mình cũng chưa quen, cũng ngại mình không có hát. Rồi đến khi mà làm cái chuyện Phố Phường này mới bắt đầu hát lại đó. Nghĩa là phải đến mấy chục năm trời. Nhưng mà em gặp chị chuyện Phố Phường là khoảng chừng cỡ gần 2 năm. Em chưa có những người mà nữ fan, nhưng mà chị là một người ca sĩ nữ fan của em. Tại vì em rất là thích cái giọng ca của chị.
mạnh, mình hai đứa rõ ràng, mạnh rõ ràng mà nghe nó lãng mạn lắm, lãng mạn. Em thôi nói, mỗi lần mà nghe chị ca em muốn đi, em muốn đi dạo ở trong rừng. Thôi nói không, ôi, bằng cảm giác kỳ lạ vậy. Nói không đúng bằng cảm giác lạ lùng vậy trời. Lê chưa nghe chị Mỹ Linh hát chưa? Em giọng của chị Mỹ Linh sắc xinh lắm, giọng trầm ấm. Thôi bây giờ chị Mỹ Linh đó, bây giờ anh Hạnh Lê chưa nghe. Chị Mỹ Lan, em ở đây là gần 30 năm rồi mà tại sao em chưa nghe chị Mỹ Linh? Thôi đã nói rồi, Linh đâu có hát đâu, nãy giờ Mỹ Linh nói rồi đó. Không có tự vì Mỹ Linh không có, không quen với khán giả bên này, tự nghĩ lâu quá rồi đó. Cái mình không hát luôn nữa. Bây giờ mời chị hát trước luôn. Thì đó, không chị? Thì đó, thì bây giờ vậy nè, bây giờ nè, trời về là đi chị đi vừa không tới đúng giờ là di trễ rồi đi lạc trong những góc phố nè. Rồi bây giờ là từ nhân thể là anh Thịnh cũng như là Hạnh Lê, Mỹ Lan và mình hay lúa biết rồi ha. Nghe chị Mỹ Linh hát rồi nhưng mà bây giờ Hạnh Lê cũng chưa nghe, giờ thì chị Mỹ Linh phải hát một bài để tạ lỗi với khán giả. Rồi, mời đó, chị hát đi. Chuyện đó là rất là bình thường thôi quý vị, phải không? Chương trình này á, bữa nay rất là đặc biệt là hai chị em mình từ ở San Diego lên đây. Nhưng mà đặc biệt là đồng hướng với nhau, đồng mà cùng quê hương là ở San Diego đúng không? Mà đặc biệt là hai chị em mình ngày hôm nay hát là để mà gửi lại những cái giọng hát của mình từ chú Toản, chú Quốc Toản. Toản cũng là bạn sĩ chung Quốc đó. Đó, hồi xưa chỉ có đi hát một Linh một với Toản cũng thân nhau lắm. Dạ, thôi lựa bài gì đi. Mỹ Linh hôm nay sẽ hát sáng tác của anh Trần Tiện Thanh, bài hát 7 ngày đợi mong. Rồi, đây là 7 ngày đợi mong là có những góc phố của chúng ta nữa rồi phải không? Dạ. Nghe đó là đây là một câu chuyện hẹn hò giữa một người nam và một người nữ. Như vậy là chúng ta hãy cùng thưởng thức tiếng hát của nữ ca sĩ Mỹ Linh, có một tác phẩm của Trần Thiện Thanh, 7 ngày đợi mong. Biết anh thích màu trời, em đã
Chương trình ngày hôm nay, chương trình được bảo trợ bởi cho tôi quý vị Hạnh Lê Financial Group, là một công ty quý vị có thể tin tưởng giao phó đến tất cả hồ sơ thuế hay là những làm những cái loan và chuyên về địa ốc cho quý vị nha. Hãy tin tưởng giao cho Financial Group của Hạnh Lê 7148535388 hoặc 7142901755. Và chương trình cũng được bảo trợ bởi văn phòng luật sư Từ Huy Hoàng. Văn phòng luật sư Từ Huy Hoàng với những dịch vụ về luật pháp sẽ lo cho quý vị từ A cho tới Z. Quý vị hãy tin tưởng giao phó cho văn phòng của luật sư Từ Huy Hoàng 7146366030. Và chương trình cũng được bảo trợ bởi công ty cây nhà lá vườn Bình Hai Lúa, là một nơi cung cấp tất cả những loại cây ăn trái miền nhiệt đới khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ, và đặc biệt là những trái ngon đầu mùa theo từng mùa, và có những sản phẩm đặc biệt khác như là trà mắng cầu xiêm, lạp xưởng mai quế lộ tùng côi Louisiana, cũng như là sữa dành cho người tiểu đường Elizabeth. Vâng, kính thưa quý vị, 858-717-1923 hoặc Mỹ Lan 7143301437. Với toàn rất là nhiều những dịch vụ ghép cây, trồng cây, tỉa cây, ghép cây, chiết cây, vân vân. Với Bình Hai Lúa nghe xong cái gì cây là có Bình Hai Lúa mà quảng cáo nhiều quá, Bình Hai Lúa Mỹ Lan làm đâu có kịp đâu. Mấy nay đi ngày nào cũng vậy đó hả, nắng dầm mưa nghe bắt ham vậy. Ngày mai mình xuống San Diego nè. Nhưng mà trở lại cái bài hát của chị Mỹ Linh á, thì em muốn khi mà nghe chị cất tiếng hát, em muốn trở về Việt Nam lúc em học lớp 10 ở trường Tellerman. Có những cái tình bạn rất là đẹp, chị tụi em hay rủ nhau đi vòng vòng ngoài bến Bạch Đằng rồi đi ăn kem vậy đó, chị nhớ không? Nhớ. Đó, cái Sài Gòn mình cho dù mình đi bao nhiêu lâu đi nữa cũng không bao giờ quên. Đúng thì, rồi. Đó là nhưng mà đó là những chị, cái ký ức đẹp của mình cái tuổi mà còn học trò này kia thôi. Chứ bây giờ đó cái nó cũng khác nhiều lắm rồi, mình sẽ không còn nhìn thấy những cái cảnh cũ nữa, rất là ít mà ngộ lắm mà. Hạnh Lê cái biết thêm một cái sau này chị Mỹ Lan mới biết, chị Mỹ Linh biết không, là cái trường mà Tellerman của Bình, trường Tellerman của trường, là tại vì sau 75 thì đổi tên trường. Nhưng mà sau này khi mà gặp Bình ngồi nó hỏi ủa hậu đó học đâu tiện lòi ra là cái trường đó là trước 75 đó là trường cô Giang em học. Ủa trà ơi, là ngày có duyên ghê hả? Mà trường cô Giang rồi tự nhiên sau này đổi tên, mà nói đầu tiên nó tên nó biết trường gì, mình đi mà nó có biết trường gì, mà giờ đổi tên tự nhiên là cũng cùng trường. Trời ơi, cái đấy là cùng quý ra đây cùng trường với bộ.
Thì nói chung là nếu mà ở Sài Gòn thì cũng dễ mà tìm nhau lắm, đúng không? Dạ vâng, còn Hạnh Lê thì sao, trước 75 học cái trường nào? Quên luôn. Chứ phải là em mới sanh ra. Hạnh Lê này còn trẻ quá hả? Dạ, em mới sanh ra cho nên em không có biết. Không, không, nhưng mà nãy giờ nè, mọi người ơi, cho nên cho để ý Hạnh Lê nó hơi lạ phải không? Đúng rồi, em đứng lên bóng. Nhưng mà quý vị ơi, hôm nay Hạnh Lê mặc đồ khác với lại mấy chị luôn. Tại sao vậy? Tại vì ngày hôm nay thưa quý vị, Hạnh Lê phải khoe cái bộ đồ BCBG, không biết là mình có đứng lên được không ta? Đó. À, vậy là phải qua bên kia cho quý vị thấy nha. Đi, cho quay quay shot cho quý vị thấy. Đó, trời đẹp cái gì? Đó, BCBG là gì? Đây. BCBG một thương hiệu gì là chị Mỹ Lan của. Wow. Không biết mình có lên được luôn full shot đi. Quay shot đi em. Thì đây thưa quý vị, đây là cái áo nguyên một cái bộ. Wow, màu đẹp màu quá nè, đẹp. Design đẹp lắm. À, có rất là nhiều những cái kiểu khác nhau và nhiều màu khác nhau nữa, Hạnh Lê sẽ kiểu đẹp lắm nha chị Mỹ Linh ơi. Hôm nay sẽ gửi cho quý vị cho nên nguyên một bộ luôn, nó có bán nguyên một bộ. Cái bộ như thế này rất là đẹp. Nhưng mà thêm vô đó nữa là thưa quý vị, Hạnh Lê hay có mấy cái nón gì nè. Wow, ngầu ghê chưa. Mình xịt tin dễ sợ luôn. Nhiều lắm, rất là nhiều những cái sản phẩm ở đây. Nhưng mà thưa quý vị, BCBG a lot, rất là nhiều những cái bộ đồ như thế này đang được bán tại Lan Queen Home Shopping nha quý vị nha. Đó, màu xanh, màu đỏ, màu vàng. Nhưng mà Hạnh Lê không có mang thì chị Mỹ Lan nói. Vâng, thưa quý vị, một quý vị phải đến Hạnh Lê Home Shopping để xem những cái bộ đồ quý vị nhận thấy là đủ đẹp màu, đủ em kiểu lắm. Mà đủ size và nó là BCBG, là một cái sản phẩm đến từ Âu Châu. Thật ra cái kiểu nó rất đẹp nhưng mà nó không có mắc lắm. Chứ bây giờ thực sự cho mình nếu không làm sao mình mà mặc Chanel hay là mấy cái Louis Vuitton làm sao chịu nói. Một bộ như vậy đó chị Mỹ Lan biết không, là nó khoảng chừng 196 đồng là original. Là original brand nhưng mà mình bán 50 vừa sell off. Wow, vậy hả? Vậy là lát phải mua một bộ nào có bộ nào để đàn ông không? Bóng bóng vậy không? Đẹp đẹp không? Đồ vest không, cần cho tối nay đi coi phim. Tối nay đi coi phim cuộc đời ca sĩ, cuộc đời của ca sĩ Ngọc Lan. Bữa nay là bộ phim đó của Hoa Mong Manh. Hôm qua thì qua là hôm qua mình đi coi phim Mai. Hôm qua là cái ngày ra mắt của phim Mai. Trấn Thành làm đạo diễn mà Hồng Đào, trời ơi chị đóng hay quá luôn. Ai cũng khen. Nguyên một cái phim khóc cười cũng ra nước mắt mà khóc cũng ra nước mắt. Thật sự ra ngày hôm qua nhóm Góc Phố Cali là Mỹ Lan, Hạnh Lê và Bình Hai Lúa cũng đã đến cái rạp, còn nó gọi là Spectrum ở dưới Spectrum. Có thể nói rằng là một cái rạp rất là sang. Mà thật sự mình cảm thấy mình hơi xúc động là thật sự ra một cái bộ phim Việt Nam mà mình được đưa vào trong đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Và nhưng mà có quan trọng hơn nữa là đã được mọi nơi người ta chấp nhận và người ta đã đến và đã được chiếu khắp một vài nước chín nước trên thế giới. Nhưng mà tối hôm nay là Hạnh Lê thấy là cái bộ phim mà Đố Hoa Mong Manh là người ta đến expect là rất là đông chị Mỹ Lan. Và cũng như là đây cái đó nhiều giải thưởng lắm đó, rất nhiều giải thưởng, 7-8 giải thưởng rồi đó. Cho nên là khi quý vị đi coi Mai xong, quý vị cứ ghé qua xem thời gian lại cái mình qua mình coi luôn cái bộ phim Đố Hoa Mong Manh này. Và đây là 100% Make in USA AMC làm tại đang Mỹ. Chiếu đang chiếu tại AMC và Regal có cái hệ thống mà rạp cine của Mỹ cine của Hoa Kỳ. Thì được biết là cái bộ phim Đố Hoa Mong Manh này là được nhiều giải thưởng. Đúng rồi, nhiều giải lắm. Thật ra chúng ta mà nó khác biệt với cái phim kia là phim từ Việt Nam đem sang. Còn cái phim này đặc biệt là 100% là quay ở bên Mỹ. Thành ra mà biết hôm bữa nói chuyện với lại cô Nhật Lệ á, Nhật Hạ. Thì cô cũng có nói một số chi tiết về cái bộ phim này nè. Thì mình thấy cái phim này cũng hay lắm. Nó có ở trong đó mình coi những vài hình ảnh của cái trailer á, thì thấy cái bộ phim này rất là đẹp. Hình ảnh đẹp, nhạc cũng hay luôn. Diễn viên là diễn xuất đồ cũng rất là tốt. Nói chung là phim này coi được lắm đó. Thật ra quý vị của Góc Phố Cali ơi, là chúng ta đang có những bộ phim rất là hay. Thì ngày hôm qua Vika TV với Góc Phố Cali cũng đã đến tham dự buổi chiếu ra mắt của phim Mai của đạo diễn Trấn Thành rồi. Nhưng mà đặc biệt là bây giờ thấy rằng là từ lâu rồi gặp Hồng Đào đó, thì thấy Hồng Đào là mình diễn hài này kia trong những cái vở kịch một cái chuyện ngắn thì mình không có lột tả hết những cái tài năng của cô ấy. Mà lần đầu tiên mà thấy cổ đóng cái phim này, mình thấy rằng là một cái vai mà mình không có ngờ rằng là nó vừa, nhiều người thấy nó một cái vai phản diện mà thật sự ra nó lại trở lại nó là một cũng là chính diện. Hồng Đào phải nói đúng ra đó, Hồng Đào từ ngày xưa
lúc mà Hồng Đào còn đóng gọi là chính kịch á, mà chưa có ra, chưa làm hài, còn bên Việt Nam á, thì Mỹ Linh đã nhìn thấy Hồng Đào là một người đóng rất là hay luôn, hồi đó là rất mê Hồng Đào luôn, đóng chính kịch rất hay, gọi là lột tả cái nhân vật á, lột tả cái nhân vật á một cách gọi là rất là chi tiết luôn. Nhưng mà trở lại cái đó vào mong manh, chúng ta sẽ nhìn thấy là những gia nhân tài tử ngay tại Hoa Kỳ của chúng ta. Rồi. Và trong đó những cái Hạnh Lam rồi đó đi ghê. Đúng rồi, Hạnh Lam nữa. Vậy đó hả? Trời ơi. Dạ, nhưng mà vậy nghe nói. Dạ, đóng vai gì vậy? New Sanker chị, là em interview director làm với lại nhà sản xuất. Vậy hả? Dạ, đúng cũng rồi. Mà Mỹ Linh nghe nói đó, Mỹ Linh nghe nói là cái phim này nè, nếu như ở ở Cali mình nè, với lại New York đó, nếu như mà giữ được cái bộ phim này chiếu được 2 tuần á, thì năm sau sẽ được đề cử vào cái Oscar đó. Dạ đúng, không có được nếu... đề cử là sẽ được đem lên trên đó để thi rồi đó chị. Nhưng phim mà nước không ngoài có biết là không, mà không có biết hôm là bữa đó là không. Cô Nhật Hạ cô cũng có nói nếu như phải giữ được, nếu như mà cái phim này mà giữ được cái lượng người xem mà phải chiếu trong vòng 2 tuần á, phải được 2 tuần ở đây và ở New York đúng thì mới được. Vậy thì cái đó là một cái điểm mà coi như cần thiết á. Thế ra mọi người ơi, mọi người phải đến xem cái bộ phim Đóa Hoa Mong Manh này để ủng hộ cho những người gia nhân tài tử, những người tài tử là trong này Mỹ Lan thấy Hoa tại Hoa Kỳ nha, có anh Dũng nè, đó, có Trương Phương Trinh nè, có Đức Tiến nè, rồi cái này là Quốc Cường, Trương Phương Trinh nè. Nói chung rằng là chúng ta phải tới để ủng hộ nha quý vị nha, ủng hộ cho gà nhà, cho gà nhà, nói chung là vậy. Nhưng phim này hay á, phim này em bữa lên coi, lên thấy coi quảng cáo mà thấy hay lắm, xúc động. Cho nên là tối nay anh Bình chuẩn bị giấy đi nha, hồi nãy giờ tính nói tại vì mình dễ xúc động lắm. Nhất là thấy mấy người mà phụ nữ bị bỏ rơi á. À đúng rồi. Ở trong phim này còn bỏ rơi nhiều hơn nữa chị ơi. Là chắc, vậy chắc phải đem luôn thùng, đem nguyên thùng nắp kênh luôn, luôn. Chắc ăn luôn ha. Thôi giờ nói hoài, bây giờ tới phim Bình đi. Bây giờ đó yêu cầu chị Mỹ Linh hát là bây giờ tới phim Bình đi chứ. Đúng rồi. Hát liền. Nhưng mà đặc biệt là em có một cái người khách, không phải là một người khách, một người rất là thân trong cuộc đời của Bình, yêu cầu Bình hát bài Mộng Chiều Xuân. Thì cái quá. Người phụ nữ này năm nay đã 85 tuổi. Wow. Và bà đã ru, bà đã ru cho Bình như mẹ rồi. Khi mới lật lòng và dạ cho Bình hát Âu Ơ Với Dầu nữa. Thì ngày hôm nay con xin tặng cho má, Bình quen gọi là má rồi, nghe nó thấm thía hơn, nó đậm tình hơn, thì con xin tặng cho má ca khúc mà Mộng Chiều Xuân mà má đã từng, má mới tâm sự với con là má nghe cái, má biết nghe cái bài nhạc này năm má chỉ có mới 15 tuổi thôi. Wow. Không biết là lúc đó là má mới mới biết yêu à. Mới biết yêu. Vâng, rồi bây giờ Bình sẽ gửi đến cho quý vị khán thính giả của Góc Phúc Cali và đặc biệt là một người khán giả yêu cầu, một người mẹ thân thương của Bình Hai Lúa, mời cô cũng như là tất cả khán thính giả thưởng thức Mộng Chiều Xuân, một sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Bích. Dạ, xin mời quý vị cùng nghe. Gió chiều thầm vương bao nhớ, người yêu thoáng qua trong giấc mộng, vui nguồn sóng mơ nhưng ngày mong chờ, trách ai đành tâm hững hờ. Mối tình đầu xuân ai thấu chân, lòng tha thiết buông theo tiếng mơ đời ái ân, nhưng ngày phong trần sống trong mộng đẹp ngày xuân. Ngày thơ giang huyền đến trong mơ, lòng anh bớt sầu. Mong vàng phút tan theo gió chiều, biết em về đâu. Lời lòng anh mấy câu, tình duyên với em trong kiếp nào. Xuân còn thắm tươi, anh còn mong chờ ai.
mãi ăn kẹo tan ngày mơ. Gió chiều thầm vương bao nhớ nhung, người yêu thoáng qua trong giấc mộng. Vui nguồn sóng mơ những ngày mong chờ, trách ai đành tâm hững hờ. Mối tình đầu tiên nãy thấu trang, lòng tha thiết buông trong tiếng đàn. Mơ đời ái ân những ngày mong chờ, sống trong mộng đẹp ngày xuân. Ngày thơ giáng huyền đến trong mơ, lòng ai bớt sầu. Mộng vàng phút tan theo gió chiều, biết em hãy trả lời lòng anh mấy câu. Tình duyên với em trong kiếp nào, xuân còn thắm tươi anh còn mong chờ, ai ăn kẹo tan ngày mơ. Xuân còn thắm tươi anh còn mong chờ, ai ăn kẹo tan ngày mơ. Hay quá, trời ơi, một giọng ca rất là ấm áp phải không? Mà giọng dày, Bình á, Bình Hai Lúa từ lúc mà chưa có đi hát nhiều á, Mỹ Linh đã thấy Bình có một cái giọng rất là hay. Nhưng mà chị ơi, anh Bình hát càng hay khi có người đưa tay lên, đưa tay xuống. Đúng không? Nhờ đó. Không mà nhờ cái nhờ cái người này á. Mai mốt là em phải nhờ chị Mỹ Lan. Ờ. Cái người này là coi như là đưa. Là cô giáo mà. Cô giáo không đánh nhịp. Đưa đảo. Tại vì quen đánh nhịp trong ca đoàn đó chị Mỹ Linh. Tại vì em thì ở trong ca đoàn em cũng đánh nhịp, thành ra thường thường đó là đi thêm thời gian là sẽ chắc nhịp thôi. Yeah. Thì thực ra là dĩ nhiên chị Mỹ Linh nói đúng, Bình có một cái giọng hát nó lạ nha. Đúng rồi. Tại vì giọng hay lắm. Có nhiều cái giọng á, những cất lên thấy giống nhau như mấy em. Thực sự ra có mấy em sau này hát thì nhưng em không có nhận Bình ra có cái chất giọng riêng, đúng giọng rồi. Riêng. Thật ra em cũng nói Bình là Bình có giọng riêng, mà giọng Bình nó cũng rất là hợp với những cái loại nhạc bolero, những loại nhạc mà lại mê nhạc anh Nhật Trường. Thật ra là xin làm đệ tử luôn. Không, mày nói cho Hạnh Lê nghe này, nãy Hạnh Lê có nhắc tới cô giáo Thảo, thì cô giáo Thảo dạy học trò học bài thôi. Còn cái này là cô giáo Lan học dạy cho Bình Hai Lúa hát là một. Mà mê hoa, mê bông, mê cây thì Bình cũng dạy lại mê cách bưởi. Trồng cây cho Lan thôi. Mê bưởi nhưng mà trồng cây nào, cây trái nào rã rụng hết trơn à. Thì đó, thì đó, bây giờ mình là ca hát, chị mới lên thôi. Em thì em ca hát thì nâng đỡ cho mình, chỉ cho Bình hát thì thật sự ra có chất giọng là nó cũng dễ lắm, đúng không chị? Đúng rồi. Phải có lần thật sự đây, Mỹ Lan cũng gặp mấy em trẻ, Mỹ Lan cũng nói rằng là các em ơi, mình thích hát mình cứ gì khác. Nhiều em gặp Mỹ Lan cũng nói là trời, chị dạy mới được, nếu mà em gần chị dạy em liền. Nhưng mà không sao đâu, cứ gì khác. Bây giờ cái phong trào karaoke nó rất là tiện lợi. Thường ra cái việc mình cứ hát riết thì nó cũng quen. Thật sự là có nhiều ca sĩ cũng xuất thân từ trong karaoke đúng luôn rồi. Chứ không phải là đúng rồi. Đâu phải là không cần, nhiều khi đâu phải là mình vô trong trường lớp mình học đâu. Như bản thân của Mila, nhiều người nói rằng là ủa sao mà trước giờ mình có vô trong trường lớp, vô có trường lớp gì đâu. Nhưng mà từ miền Nam mình sẽ thấy không, có những cái chất giọng là lúc là mình hát nhiều xong rồi có cái kinh nghiệm. Đúng rồi. Thật ra mình cái gì đáng luyện tập. Ừ đúng rồi, cứ tự tin đi. Rất là cảm ơn. Mới sắp sửa cái đệ tử mới nữa nè. Nói như này. Mới mà thấy Hạnh Lê mà. Hôm nay chị tưởng là thế nào, Hạnh Lê cũng hát chứ hả? Đâu hát được lắm đó mà tại vì chưa. Không, bữa nào phải rèn luyện cho nó giỏi đi ha. Cho giỏi thì mà giỏi cho ra. Vậy hả chị? Đó. Chị em hát mấy bài miền Tây em thích mấy bài. Nhiều lắm. Trời nói bài miền Tây mới nhớ. Ê chút xíu mình có bài miền Tây chắc Hạnh Lê thích nè. Em thích không? Em thích bài Chim Trắng Mồ Côi á chị. Chim Trắng Mồ Côi? Dạ. Hát thử đi. Không, chim nãy nó nghe nè, chim trắng mồ côi, mà chim đen đấu mồ côi đâu. Cái đó em không có biết
nè, mặc nguyên bộ đồ màu đen. Vâng, thưa quý vị, quý vị đang theo dõi chương trình Góc Phố Cali ngày hôm nay. Mỹ Lan xin được nhắc lại với sự hiện diện của chị Mỹ Linh rất là vui trong chương trình cùng với Mỹ Lan, Bình Hai Lúa, Hạnh Lê và anh Ngọc Thịnh. Thì quý vị cũng thấy rằng là chương trình này cũng được bảo trợ. Mỹ Lan xin được cảm ơn đến tất cả các nhà bảo trợ. Thì lúc nãy Mỹ Lan nói chưa hết, thì cũng cảm ơn đến công ty của sữa hộp Cluzabeth. Đây là một loại sữa mà thường thường mình nói là loại sữa dành cho người tiểu đường, nhưng mà thật sự ra đó, cái sữa này cũng đều dành cho tất cả những ai như là bị suy dinh dưỡng nè, các bác lớn tuổi nè, nhiều rồi các những người mà đang diet, các người nào mà đang muốn giảm cân, nhưng mà nhiều khi mình phải nhịn ăn, mà nhịn ăn như vậy thì nó thiếu rất là nhiều chất dinh dưỡng, bồi dưỡng trong cơ thể của mình, thì nó làm cho mình vừa cái da mình xấu mà mình cũng cơ thể mình cũng yếu đi, dễ bị mắc bệnh. Thật là giới thiệu đến quý vị, đây là tổng đại lý của công ty Cluzabeth, loại sữa bột rất là đặc biệt, nó hỗ trợ ổn định cho đường huyết, nó tăng cường sức đề kháng trong cơ thể, nó ngăn ngừa biến chứng của bệnh tiểu đường. Có vẻ ra mình chứ không bị bệnh tiểu đường, nhưng mà cái sữa này nó giúp cho chúng ta ngăn ngừa biến chứng tiểu đường luôn, và nó còn bổ sung đầy đủ dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Và Vital TV là tổng đại lý của loại sữa Cluzabeth này, và Mỹ Lan cũng là một cái đại lý, là Mỹ Lan cũng chuyên chở dòng sữa này đến cho tất cả mọi người, cả ngay cả bản thân của mình. Nhiều khi mình diet là mình muốn giảm cân đó chị Mỹ Linh, mình cũng phải cần cái sản phẩm này để đúng nhiều rồi. Khi mình thay thế cho thức ăn được cái khẩu phần của ăn của mình chứ. Có nhiều khi một ngày mình ăn chưa chắc đã đúng đủ chất đâu. Tại vì nha, càng mình cũng lớn xài tuổi, nhiều cái chất bổ sung vô lắm. Càng lớn tuổi mình ăn vào mình không có hấp thụ hết tất cả những chất dinh dưỡng. Rồi. Thì với cái sữa này thì nó sẽ cơ thể chúng ta sẽ có đầy đủ chất. Thật ra cũng cảm ơn đến công ty Cluzabeth, chúng tôi đã là tổng đại lý và cũng là nhận đại lý khắp nơi chúng ta đem dòng sữa tốt đến cho tất cả mọi người. Mọi chi tiết quý vị gọi đến cho Vika TV 714-290-5902 hoặc là 714-290-1755, 949-682-6868 hoặc là gọi cho Mỹ Lan 714-330-1437. Và cơm chương trình Góc Phố Cali cũng được bảo trợ bởi Lady Craft với giỏ sách thời trang. Mỹ Lan đã dễ thương quá hả? Giờ cho Mỹ Lan đọc rất là đẹp luôn quý vị ơi. Đặc biệt là 100% làm bằng tại da, làm bằng cá da cá sấu nha quý vị nha. Ủa vậy hả? Da cá sấu. Sấu là chị Mỹ Linh, là chị Mỹ Linh nhìn rồi tất cả. Có da trăng rồi có da con kỳ đà nữa. Đây là cái cô này nè, đây là một công ty rất là trẻ, các em rất là trẻ. Mà quý vị nhìn thấy này là hoàn toàn bằng da cá sấu và Lindy Craft gửi đến cho chúng ta những giỏ sách thời trang mà nhìn không có thua gì đâu. Cho em hỏi chị nè, bây giờ mình thích một cái túi cá sấu mà nếu mình mua những cái thương hiệu mắc tiền mấy chục ngàn tiền đâu mua. Đúng rồi. Nhưng mà với Lindy Craft là một công ty tại Mỹ hoàn toàn 100% bằng da cá sấu, đủ màu sắc, đủ kiểu dáng đẹp. Quý vị nào mà thích có những cái túi xách thời trang như thế này, Mỹ Lan mê lắm. Thì quý vị giá cả rất là nhẹ nhàng, hãy gọi ngay cho Mỹ Lan 714-330-1437. Chị thấy không, có giỏ nhỏ, giỏ lớn, rồi có những có bóp của nam nữa nè, có nam nữa nè. Có dây nịch, có giày luôn. Chị thấy không, hay quá mà, mà cái da cá sấu thật nha, chị xài thời gian càng ngày càng bóng. Đúng rồi. Mà nó bền lắm quý vị, và có dây nịch nè, rồi có giày nè, rồi có những cái bóp cho đàn ông luôn. Nói tóm lại toàn là những giỏ sách thời trang, quý vị gọi ngay cho Mỹ Lan Lindy Craft bảo trợ cho chương trình 714-330-1437 cho quý vị. Và đặc biệt là công ty này có nhận đặt những cái bóp custom đúng không Mỹ Lan? Custom luôn. Quý vị nào mà thích kiểu gì họ cũng làm cho mình được. Dày, dày nịch. Dày mềm lắm. Mình đặt mình tự đặt, nhưng mà giá cả rất là mềm, chứ không có mắc tiền đâu. Dày là cũng tự mình cũng đặt luôn. Mình đặt luôn được. Mình cầm mẫu tới đó. Thì xuất cái mẫu này là công ty Lindy Craft cũng sẽ làm cho chúng ta. Thật ra quý vị ơi, rồi và chương trình cũng được bảo trợ bởi Hạnh Lê Home Shopping với sản phẩm Yến ở ngoài Indonesia. Yến Indonesia thượng hạng nha quý vị. Quý vị cũng biết rằng là ở ngoài thị trường rất là nhiều loại yến khác nhau, nhưng mà đặc biệt đến với yến của Hạnh Lê Home Shopping là một loại yến thượng hạng hoàng gia Indonesia mà 5 chữ A. À, 5 chữ là super dry nha quý vị nha, đã được FDA chuẩn thuận là clean sạch để mà đưa vào sản phẩm tại Hoa Kỳ. 100% là bằng thật nha quý vị nha, không có pha chế gì hết. Và 5 chữ A, quý vị nào mà dùng yến nhầm, cái màu thật của nó là cái màu nó không phải là trắng quát đâu, nó phải ngà ngà, mà từng sợi nó đã hiện rõ lên ở trên từng cái hộp này. Và đây là chúng tôi là vì direct với cái manufacturer là quý vị sẽ được một cái giá rất là đặc biệt. Vâng, gọi ngay cho Hạnh Lê Không Xuất Bình với là Yến 5 chữ A Super Dry của Indonesia thượng hạng nha quý vị.
Indonesia nha quý vị nha, 714-290-5902 và 408-499-7523. Đó là những cảm ơn quý vị đã hỗ trợ sản phẩm, một cái sản phẩm rất là nhanh, đó là cái ghế massage Koyo. Đây là một trong những sản phẩm made in Japan thưa quý vị, một trong những cái sản phẩm có Excel chat, auto body scan và 4D, cũng như zero gravity và Bluetooth sound system, foot roller, super simple touch screen, nghĩa là cái touch screen quý vị có thể thách bằng tay và mình có thể control được cái màn hình. Thì đây là một trong những sản phẩm made in Japan đang được rất nhiều người ưa chuộng. Và quý vị nào gọi và muốn biết thêm chi tiết về chương trình này thì thưa quý vị có thể có được cái giá cả của nó đang có là 7.999. Quý vị gọi vào trong chương trình này thì chúng tôi đang có những giá đặc biệt chỉ có 5.999. Và tại Hạnh Lê Financial Group chúng tôi đang provide những cái financial cho những cái ghế massage này chỉ có 94 đồng cho mỗi tháng mà thôi. Nếu quý vị down xuống 500 đô la là quý vị có thể đem về được chiếc ghế massage made in Japan đang được rất là nhiều người ưa chuộng và không thua kém gì những chiếc ghế massage đắt tiền nhất trên thị trường hiện nay. 714-290-5902 và 408-499-7523. Ở miền Bắc California, quý vị nhớ ghé ngang qua lên Queen Home Shopping ở tại Grand Century Mall, bước vào cổng chính lên Queen Home Shopping nằm ngay phía bên tay trái, và 408-499-7523. Chúng tôi đang có chương trình giảm giá rất đặc biệt cho những cái ghế massage made in Japan. Vâng, cảm ơn những nhà bảo trợ và bảo trợ cho chương trình Góc Phố Kelly. Mọi bảo trợ hoặc quý vị muốn bảo trợ cho chương trình này hãy liên lạc ngay với chúng tôi 714-290-5902 hoặc Mỹ Lan 714-330-1437 nha quý vị. Và cuối cùng, trước khi trở lại với tiếng hát của chị Mỹ Linh, Mỹ Lan cũng không quên cảm ơn anh Ngọc Thịnh với tiếng đàn keyboard rất là tuyệt vời. Thì quý vị nào mà muốn có những một cái người one man band hoặc là nguyên một full band hay là âm thanh, nói chung rằng là chúng tôi sẽ nhận gửi đến cho quý vị những cái chương trình là party rồi hội đoàn đoàn thể với tiếng đàn của anh Ngọc Thịnh, 714-553-0406 để anh Ngọc Thịnh có thể là giúp cho quý vị có những cái chương trình văn nghệ bò túi hay là tại nhà riêng, sinh nhật, đám cưới, tiệc tùng vân vân, thì hãy gọi ngay cho Mỹ Lan cùng với Ngọc Thịnh nha quý vị nha, để mà giúp cho quý vị có một cái niềm vui nho nhỏ trong cái chuyện gia đình của mình. Rồi trở lại với góc phố Cali, chị Mỹ Linh ơi, sao rồi nãy giờ thấy em líu lo, chị Linh thấy sao? Rất là líu lo luôn, coi như hết món hàng này đến món hàng kia bắt đầu thấy chóng mặt rồi đó. Rồi thôi bây giờ nè, lúc nãy mình đã nghe cũng là một những cái góc phố mà tại Sài Gòn qua cái 7 ngày đợi mong Trần Thiện Thanh lâu rồi, có một lần mà nghe là được nhạc với anh thì cũng rất là trong lòng cũng rất là nhiều cảm xúc khác nhau. Thì hôm nay thì Mỹ Linh cũng chuẩn bị cho anh Trần Thiện Thanh là hai bài. Thế hả? Ừ. Wow. Bài thứ hai nữa là bài Ai Nói Yêu Em Đêm Nay. Wow. Oh my god. Cái bài đó là nghe cái thật sự nha, tác phẩm là một lẽ nhưng mà chuyên chở được hay không là do cái giọng hát của người ca sĩ đó. Mà nhiều khi á, Mỹ Lan cũng nói với mình, khi mà mình tìm một cái bài hát cũng phải phù hợp theo cái chất giọng của mình. Nhưng mà chị Mỹ Linh có mời chị Mỹ Linh vào trong cái nhóm gọi là ca nhạc của chị đó, khi mà quý vị gọi hỏi đó. Thì bởi vì cái giọng hát của chị Mỹ Linh em thấy là nó rất là lạ và nó đúng là như chị Mỹ Lan nói, nó rất là sexy, nó có một cái sự mà mình nghe là mình biết rằng cái sự khác biệt đó đúng, chứ không có giống ai hết. Nhưng mà riêng em mỗi lần em nghe chị Linh với cả một cái là chị Linh không có ca nhiều phải không? Bây giờ chị Linh tham gia cùng với đây là phê ta đi nha. Chị Mỹ Lan là bút show liên tục bây giờ rồi. Mình có nhóm, những cái gì nào mà muốn sinh nhật, tiệc tùng, hội đoàn, đoàn thể gì thì Mỹ Lan mà có tiếng đàn, có băng nhạc đây nè, rồi MC nè, rồi đó, ca sĩ nè, nói chung là tụi muốn bao nhiêu ca sĩ cũng có thì Mỹ Lan sẽ tổ chức. Sẽ create một cái chương trình văn nghệ cho quý vị. Đúng rồi, để cho quý vị quá hay luôn. Công nhận là Mỹ Lan là một cái người ca sĩ rất là nhanh nhẹn quý vị. Vừa buôn bán giỏi, nói chuyện MC, rồi làm phát thanh, hồi xưa làm phát thanh viên, đài truyền hình, đủ thứ hết đó quý vị ơi. Mà Mỹ Linh còn biết ngày xưa Mỹ Lan còn là đầu tiên xuất thân là một người múa, một dancer rất là hay luôn. Tại và chúng cái mình là Lưu Hồng Lưu Bình mà. Đó, thành ra lúc mà khi mà Mỹ Lan mà ra bắt đầu hát đó
thì nó giống như một hiện tượng ở Sài Gòn đó quý vị. Đúng ngay rồi, cái thời đó đó rất là thích luôn. Hồi lúc đó Mỹ Linh cũng rất thích là Mỹ Lan luôn á. Rồi tới bây giờ nhảy nhót rất là sinh động luôn, hay lắm, mà cái giọng thì khỏe, trong trẻo, dễ thương. Thì thật sự ra như trước đây em từng là múa, mà thành ra khi mà sau khi em đi ra ngoài em hát thì em phối hợp kết hợp lại với nhau thì đã được khán thính giả rất là thương mến. Cho tới bây giờ 30 mấy năm, gần 40 năm trôi qua, khi Mỹ Lan rời khỏi Việt Nam năm 1988, mà bây giờ cũng là gần 40 lâu lắm năm rồi. Đúng nhưng rồi. Mà thật sự cái niềm vui nhất của Hạnh Lê và chị Mỹ Linh và anh Ngọc Thịnh, Bình Hai Lố, Bình chứng kiến mỗi lần đi đâu gặp lại những fan của mình còn nhớ tới Mỹ Lan ở Việt Nam. Đúng rồi. Qua một cái bài hát thời một thời nổi tiếng lúc đó là Mùa Xuân Từ Những Dĩ Dầu, bài Lá Xanh. Lá đúng xanh. Rồi, lá thì, xanh. Vui lắm, rất Bình, là hạnh phúc. Bình Hai Lúa là cái người chứng kiến những người fan của Mỹ Lan gặp Mỹ Lan mà ôm mừng mà la lớn lên, thấy mình cảm thấy mình đúng rồi. Xúc động và đó. Mình hâm mộ. Mới và giống như cái chuyến vừa rồi đó. Mình rất là nhiều người rất là muốn chị Mỹ Lan xuống dưới đó hát lắm. Đúng. Cho nên là những quý vị nào mà có những cái private party hay lady những cái private party nhiều lắm ở San Jose vui lắm chị Mỹ Lan, mà thiếu một cái one man band mà có ca sĩ Mỹ Lan trong đó. Đúng rồi. Cho nên là bây giờ mình có hai Mỹ. Thật sự là tụi em đang có một cái chương trình đó là muốn cái nhóm của mình đi các tiểu bang. Thật ra quý vị nào mà muốn tổ chức những cái chương trình gì đó mời cái nhóm Góc Phố của chúng ta lên để mà mình tới mình hát. Và nhưng mà Hạnh Lê rất là thích làm những cái chương trình từ thiện. Đó, thì từ thiện của đa số là giúp cho mà. Như Mỹ Lan mới đây là Mỹ Lan hát cho Urban Austin á. Thì gặp lại được một cái em đó, tụ gặp, chụp hình rồi lại gặp mình gọi là chị Trinh. Ôm chị được không? Là cái em này là con trai bây giờ mới lớn rồi. Nó ngày xưa em còn nhỏ, em nhớ em ngồi ở chỗ mà Phú Nhuận á chị hát á, là cái điểm cuối cùng Mỹ Lan đi hát. Trời, em lót dép ngồi chờ ca sĩ tới. Em trùng em mê chị. Em chờ chị tới. Chị Bảo Ý, Nhã Vương. Chị mình nghe mình thấy hạnh phúc vô cùng. Thì mượn cái làn sóng này và chương trình Góc Phố Kelly cũng cảm ơn đến tất cả các fan, tất cả các em đã còn nhớ tới chị Mỹ Lan. Tuy là gần 40 năm qua nói chị Mỹ Lan không có thay đổi nhiều, nghe mình mừng. Đúng rồi, thiệt đó chứ. Em không có thay đổi nhiều đâu nha. Thì nó vẫn trẻ trung, vẫn là trẻ trung. Là fan của Mỹ Lan hồi xưa phải mua vé Chợ Đen ngồi chung tu luôn nha. Chung tu luôn, ngày xưa cũng từng mua vé đi coi Mỹ Lan hát. Thôi bây giờ nói rồi, bây giờ tụi em muốn thưởng thức thêm tiếng hát của chị Mỹ Linh rồi, và khán giả cho chúng ta qua nhạc phẩm Ai Nói Yêu Em Đêm Nay. Đêm nay nha quý vị, một trận thiệt thành. Sẽ chiều
phần son phai, dã rời cuộc đời buông tay. Ai nói yêu em đêm nay? Mấy bài này sao mình thấy nó ha, thấy sao ha, nó hơi nỗi nỗi lòng sao, nỗi lòng sao, nỗi lòng là cái này đó là... cái này Linh nghĩ là anh Nhật Trường anh viết cho những cái người mà vũ nữ đó, đúng rồi, những người kỹ nữ đó, ban đêm kiểu như là nhảy trên phòng trà đó, mà cũng không biết là người nào sẽ là cái người mà dìu bước của mình đi kiểu như là không nhảy rồi, không biết tương lai ra sao. Hỏi anh về cái bài hát này không? Không, không tích, rồi, cho nên không biết gì nào luôn. Mà tâm tình của nhạc sĩ mình nghe mình biết mà. Dạ. Nhưng mà thật sự nếu mà mình nghe qua bản nhạc này thì rõ ràng là tại vì Nhật Trường ảnh có quay bài này với Ý Nhi và Kenny Thái, có làm một cái DVD đầu tiên khi anh vừa sang Mỹ, Trên Đỉnh Mùa Đông, thì trong đó cũng có cái bài Ai Nói Yêu Em Đêm Nay. Thì cái phong cảnh là mừng lúc đó là mừng cái vũ trường Ritz đó, để mà quay cái cảnh là cái cô này cô ngồi một mình. Giống như xung quanh đã tàn rồi, tiệc tàn, mọi người đã ra về, thì chỉ còn là một mình cô đó, thì cô cảm thấy buồn cho cái số phận. Coi như anh Nhật Trường ảnh buồn cho cái số phận của một cái cô vũ nữ. Đúng rồi, thật ra mà nói đó, các thông, nhạc thông sĩ đó, nhất là ban nhạc đồ hồi xưa mà làm ở vũ trường đó, thì thường là có những cái mối đồng cảm với những cái người, những cái cô gái mà mỗi đêm đi làm, tự vì mấy cổ rất đẹp. Mấy cổ rất là đẹp mà trẻ mà mà người ta thấy, thành ra là những người nhạc sĩ thường là hay thông cảm cái nỗi đó lắm. Thôi thì đến đây
chúng ta đã sắp sửa hết giờ rồi, chúng ta còn còn đang nãy giờ anh Lê giống như ngồi ngồi trên lửa, là tại sao ra mắt cái cuốn phim Đóa Hoa Mong Manh, ta là tài tử mà người ta là diễn viên á. Thật ra là quý vị mình support các anh chị bảo trợ ở Hoa Kỳ cho nên mình bảo trợ cho cái chương trình. Thật ra sau chương trình này là tên cũng đi nè, với chị cũng đi đi thấy cho nó vui đi. Hôm nay Mỹ Linh có hẹn rồi, cho tôi quý vị thôi thì chương trình có Phú Kelly đến đây là phải cũng phải tạm chia tay. Một lần nữa cảm ơn chị Mỹ Linh rất là nhiều đã đến với chương trình Góc Phố Cali, và xin được nhắc lại chương trình Góc Phố Cali quý vị đón xem mỗi tuần thứ năm tại đài là 4:30 đến 5:30, và cũng đang trực tiếp livestream trên VKTV và Hoa Hậu Hành Lễ Official cũng như là tại Mỹ Lan Lưu. Quý vị nhớ vào để mà subscriber cũng như là thương mến share những chương trình này cho đồng hương của chúng ta. Và để kết thúc chương trình thì cảm ơn anh Ngọc Thịnh nữa. Ở với tiếng đàn anh Ngọc Thịnh lúc này Hành Lê thích là những bản nhạc về miền Tây, những bản nhạc về quê hương, thì Mỹ Lan và Bình đã chọn sẵn một nhạc phẩm để gửi tặng đến cho tất cả mọi người trước khi chia tay, đó là một hai sáng tác của Trần Thiện Thanh. Mời quý vị cùng thưởng thức Chiếc Áo Bà Ba và Chiếc Áo Thơm Rơm, tức là Tình Đẹp Hậu Giang. Cho nên hàm răng em trắng đẹp. Vậy chứ anh không lại gần, sao biết áo em thơm rơm? Chứ không liếc, không ưa thì làm sao người ta dám tỏ tường? Thì làm sao dìa phụng hiệp hòa?
sao dìa phúng hiếm. Hai đứa mình hứa cũng thương nhau như những người thương nhau. Mình cũng xôn xao khi nắm tay lần đầu. Mình cũng ước ao cho dài thương mến nhau. Mình cũng xa nhau cho tâm tình thương đau. Trời nước năm xưa lên gió mưa trong lòng. Việc núi ngăn sông tan nát câu chờ mong. Anh thương em là thương biết mấy cho chiều kia dối mẹ gạt cha, tại con bù mắt nó bay buồn. Em xa ngấn như người ở xa. Anh thương em giàu xa chính ai hoang sầu. Phải xa em xa ruộng lúa thơm rơm thiếu trăng vàng long mi. Tình vẫn không phai mà đời còn muốn làm con sống nhai. Nhai xô lên tình đẹp buổi xuân thì tình đẹp hậu gian. Anh cùng em xin giữ cho bền. Đẹp như bông lúa chính con sông phù sa thơm phức. Như áo mặc thơm mùi rơm cho tình là tình mong manh. Mình đây giấu xuồng ghe bé bồng mà không thôi nhớ thương lên đầy dơ. Mà không thôi nhớ thương lên đầy dơ. Hậu Giang ơi, nước xuôi xuôi một dòng, dấu qua đây một lần. Nói sao cho đạt lòng, nói sao cho Hậu Giang ơi, nước xuôi xuôi một dòng, dấu qua đây một nói sao cho cạn lòng, nói sao
cho vừa trời ơi. Hai người hát rất là xuất sắc, rất là tình cảm. Quá xuất sắc. Trời ơi, nghe nhớ quê hương ghê. Cái là mình đang bị hết giờ nè. Hết giờ. Mình có giờ là mình phải mổ xẻ cái câu chuyện là làm sao. Đúng rồi. Đó.